Xin chào tất cả quý vị chị và các bạn. Hôm nay chúng ta đến với một cái chiếc quý giao tiếp theo của Tom Bro. Hãy chúng ta lại nhìn được thấy cái sản phẩm chiếc mắt làm hai nào chủ nhà. Chủ nhà đang rất sưu sương và để có được cái tác phẩm như vậy thì phải trải qua những câu đoạn nào. Đây là từ những bước đầu tiên. Để cái phần giải phóng mặt bằng để tạo lên Navy tea để vẽ tranh. Today, ba chủ nhà rất là đam mê nghệ thuật. Cho nên đại hóa e, tomorrow về tranh chi rồi. Bộ tác phẩm để nạp sinh động thêm về không gian của Lan Sê. Tiếp theo là hình dung chúng ta sẽ nạp đẹp ở tất cả mọi nơi. Nơi đam mê nghệ thuật thì không nhất thiết là cứ phải vẽ tranh ở trong nhà. Mà đây ở chủ nhà muốn nè vẽ một bức tranh ở cái khu vực lán xe. Để sau khi vẽ tranh thì ở chủ nhà sẽ kê thêm một cái bộ bàn ghế ngoài quyết để xe. Để cũng là cái lời để nhà ngồi uống nước để phong gian khu vực setup để em vẽ tranh. Rồi không cần phải nhiều tiền, không cần phải đại gia. Thế nhưng khi đam mê nghệ thuật là phải có chỗ tranh vẽ. Sau khi đó là về phần này thì ở đây một tranh nhân dài thì cái phần tạo hình bố cục chỗ tranh nó là mình rất quan trọng. Đây phần nào một tranh với kia mình sân trí hữu tinh. Một cái bố cục sân trí hữu tinh ở khu vực mà ngủ nước mỏi trời thì nó rất là hợp lý. Mà view cho phong thủy thì nó có thể phù hợp với tất cả mọi người. Ai có thể chơi được cái dòng tranh này các bạn nhé. Vì sao có những người chỉ khi ra tranh để răng đỏ hay rằng phong thủy với tranh như thế nào cho phù hợp và mặt này, mặt kia, mặt kia, mặt tiền đồ thì chơi thành gì thì các bạn cứ chọn tranh sẽ chơi tình thì ai có thể chơi được chứ. Ở vì sao? Trong tác phẩm Sơn Chiêu Tinh nhìn ta thấy là gì? Tất cả các màu sắc đại diện trong ngũ hành đều có. Vậy, trong những bức tranh này thì nó đều ổn định về ngũ hành tương sinh tương khắc. Ví dụ như là gì? Kim sinh thủy lấy một tranh như chắc chắn là kim còn thủy dân tự nhiên thêm màu xanh hoặc là thạch nước ở đây. Để kim dính thủy, thủy lý sinh nghi, thủy sinh mộc, để ổ nước, khô cây, mộc sinh như mộc sinh hòa, để bá đi là khô mặt dài, hòa đi là sinh thổ, thổ là cổ đất, thổ ở sĩ lại sinh kim, một đoạn tuần hoàn như vậy, chỉ về trong những bức tranh này về màu sắc. Mà đều đầy đủ trong hoàng, cũng giống như các nhân vật, nó cũng đều đầy đủ, vì vậy, nó là một bức tranh để ổn định như phong thủy cho tất cả cái đời. Cho nên ai cũng có thể chơi được những tác phẩm này. Chính vì vậy, khi chúng ta chọn tranh mà để không vi phạm ở phong thủy và làm đẹp thêm không gian của mình thì có thể tranh trên thủy yêu tình hoặc tranh đàn quê. Những bức tranh nào chúng ta cảm thấy yêu thích chúng ta cứ vẽ bằng đơn bài. Thì người nhiều hồi quả hợp hay không hợp. Bởi vì tomorrow chắc chắn các bạn là nó sẽ phù hợp với tất cả mọi người. Chỉ không có nghĩa rằng mà người mách hòa hán chỉ biết tranh không được của thác thì là không đúng rồi nhé. Ý bức tranh này hình nghĩa chính của nó chính là làm master không gian nạp sinh đó thêm cái cho cái khu vực mà đã tranh chi. Còn cái hình ảnh ở trong bức tranh thì nó đã đều được cân đối hài hòa trong bức tranh đó rồi. Cho nên dù còn là mạng hòa hạ thì tranh bè thạch nước vẫn chưa được bình thường. Vì sao? Trong có nước thì mới có cây. Có cây thì mới có nấy thì là nhịp cây. Ông tuần hoàn của nó. Cho nên các bạn cứ chơi dành một cách thoải mái đi. Và đi bây giờ thì các bạn ấy để thằng nhắn thôi. Nhưng là đấy các bước để hoàn thiện nó với tranh. Và đã khi phải chủ nhà đánh rất là vui bè khi mà thế à. Hoàn thiện xong một bức tranh rồi thì chắc chắn điều quan này đó là gì?
là một non bia chụp một sản phẩm thành công. Hãy chỉ có bạn yêu thích beer and riff. Just perfect. Maybe me. Heat. Or. 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 Is for me. The woman.